Hello em Ngọc Hà, xin chào toàn thể gia đình nhà mình đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Ngọc Hà nhà em ngày hôm nay. Dạ vâng, rồi thì hôm nay em Hà sẽ lên một ít cái sản phẩm mới của nhà em Hà mới về, cũng như là một ít sản phẩm mà em Hà đang phân phối. Trước tiên vào đầu like thì bao giờ cũng vậy á, em Hà xin các bác và các anh các chị cho em Hà xin một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Shop Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng, rồi mình cứ gọi điện vào hai số hotline để trên màn hình, đó là số 0948 516622 hoặc số 0944090988 để được nhân viên hỗ trợ và tư vấn chốt đơn hàng cho mình. Nhà em Hà thì sẽ ship code toàn nước nên là các bác ở đâu em cũng ship được. Rồi các bác được kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho shipper. Trước tiên thì cứ đơn hàng là trên 200k, đó là chương trình khuyến mãi cho khách hàng là cứ đơn hàng trên 200k là nhà em Hà đã bao ship rồi nhá. Nên là mình cứ mua đơn hàng trên 200 là mình đã miễn ship rồi, không mất tiền ship nữa nhá. Dạ vâng, rồi thì shop em nằm thì ở tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Rồi em sẽ vào chi tiết sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm về những cái đồ trang trí ngày Tết này cho em nhá. Đó là cái cành đầu tiên, đó là bông tiền đây. Bông tiền của nhà em, đây là bông tiền nha cả nhà nhá. Đó, bông tiền này thì sẽ được chia ra thành nhiều nhánh và sẽ là được gọi là đồng tiền may mắn. Con này thì mình để trang trí, ví dụ như là một lọ hoa mình có thể mình để được khoảng tầm 2 đến 3 nhánh như thế này. Đó, mình trang trí cho vào cái cành hoa nhà mình thì cực kỳ kỳ là đẹp. Và cái thứ hai nữa là nó mang cái ý nghĩa thật là may mắn. Rồi một cái cây đồng tiền như thế này. Đó, chiều dài của nó là khoảng tầm 65 66 phân nha cả nhà nhá. Rồi, một cái cây đồng tiền như này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 30.000 cho một cây đồng tiền như này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là cây đồng tiền, cành đồng tiền với giá là 30.000 cho một cái cành đồng tiền như này nhá. Được làm hoàn toàn bằng mạ vàng như này nhá cả nhà nhá. Rồi, em qua cái sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là dòng cái gọi là lông công may mắn. Đây là lông công may mắn nhá cả nhà nhá. Đây là gọi là phong thủy rồi. Đó. Nhưng bác nào chơi phong thủy hoặc là bây giờ ai cũng cần có sự may mắn cho một năm mới thì mình sử dụng những cái lông công như này cho em Hà nhá. Đó. Cái này là lông của con công thật đấy cả nhà, chứ không phải là cái loại giả đâu nhá. Đây. Đó, em sẽ cho mình xem cận luôn. Đây, đây là lông của con công này cả nhà này. Đó, rất chi là đẹp luôn. Đó. Con cái thứ nhất là lông con công là mang cái tính chất là may mắn, cái thứ hai nữa là mang sự hoàn hảo, và cái thứ ba nữa là mang một vẻ đẹp cực kỳ là hoàn mỹ đó. Thế nên là thể hiện là một năm may mắn, hoàn hảo và tài lộc. Đó là cái lông con công như này nha cả nhà nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là lông công. Thì lông công thì hiện tại này em sẽ để cho mình là 10 lông như này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Và lông quân công này rơi chiều dài rơi khoảng vào tầm hơn 1 mét nha cả nhà nhá. Tầm em đoán tầm đấy nhá. Đó, còn nếu bác nào biết cần biết kỹ hơn thì alo em để in em đo nhá. Còn bây giờ là em chưa đo đâu, em đoán khoảng tầm đấy đấy. Rồi, đây, một cái bộ lông công may mắn như thế này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 150.000 cho một cái bộ lông công may mắn như này nhá. Gồm 10 bông như này. Đó, gồm 10 bông lông công như này nha cả nhà nhá. Đó, đây rất chi là đẹp luôn. Đây, cả nhà nhìn không? Đẹp lắm. May mắn thì tài lộc đến. Đây, các bạn nhìn này đúng như kiểu là cái mắt ấy, nhìn đẹp ơi là đẹp luôn ấy. Lông thiệt luôn á, chứ không phải là lông sẹo đâu nha, lông thiệt đó cả nhà. Đó, với giá chỉ có là 150.000 thôi cả nhà ơi. 150.000 mà mình đã sở hữu luôn 10 cái lông công may mắn như này rồi nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em Hà luôn nhá. Rồi, em qua cái sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đây mới gọi là lông công giả này cả nhà này. Đó, bác nào không thích thì mình chơi cái cành lông công giả như này cho em. Đó, con này thì nó được làm hoàn toàn bằng mạ vàng cho mình luôn như này. Đó, gọi là đuôi công, con này gọi là đuôi công. Đó, rồi, một cái cành lông công giả như này thì em Hà đang để cho mình với giá là 30.000, mời cả nhà mình lên đơn giúp em là lông công giả nhá. Còn cái kia là lông công thật, nên là các bác lên mã thì lên mã chuẩn giúp em nhá. Lông công giả thì với giá là 30.000 một cành như này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em Hà luôn này. Đó. Rồi em qua cái sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là cành đào đông. Đây là cành đào đông của nhà em này. Đó. Cành đào này đẹp vô kể luôn nhá cả nhà nhá. Đó. Cành đào đông này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 một cành đào đông, dài 1m 0,5 nhá. Đó, em phải đọc rõ. 1m 1m 05 đó. Rồi,
Gọi là một thước hơn nữa cả nhà. Rồi, cái dòng này thì em Hà đang để cho mình thì một 50 nhà một cành. Cái này thì mình sử dụng cho em khoảng 5 cành là đã đầy một cái gọi là cái lục bình to ấy. Xài hẳn cái lục bình to, cái cành này nó mới đẹp nha cả nhà nhá. Đó, đẹp lắm. Rồi, mời cả nhà mình lên đơn giúp em là cành đào đông với giá là 50 ngàn một cành này. Đó, rồi. Em còn có cái loại mà cành đào nhỏ này cho các bác xài sử dụng và cái năm mới này nhà em Hà thì lúc nào cũng vậy luôn. Trên lục bình là lúc nào cũng phải có những cái cành màu đỏ như này để thể hiện cho một năm may mắn á. Thì là các bác mua cho em là cái cành đào đông đỏ này nhỏ như này. Con này thì chỉ có 65 phân thôi nha cả nhà nhá, 65 phân thôi. Rồi một cái cành đào đông nhỏ như này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 35 ngàn một cành như này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Đó. Cái cành, cái lông công thì em nói thật với cả nhà mình may mắn lắm. Xài phong thủy đấy, tài lộc đó, cực kỳ là ok trong một năm đó, mà lông thiệt luôn nha. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Mua nhanh thì còn, mà chậm tay thì hết này. Đó. Đây, đấy. Đây là cành đồng tiền với giá là 30 ngàn một cành. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhá. Đó là về cái những cái đồ mặt hàng trang trí Tết á. Rồi em qua cái một ít gãi ngứa của nhà em nhá. Đây là dòng gãi ngứa của nhà em này. Đây, đó. Dòng gãi ngứa này của nhà em thì mình có thể thu vô thu về ra đều được luôn. Và ngoài ra thì nó cũng sẽ có cái móc treo này cho mình, cực kỳ là tiện để trong cái xe của mình nhá. Em Hà đang bán tặng với giá là 15k cho một cái con gãi ngứa như này. Dạ vâng rồi. Mã tặng thứ hai của em đó là về cái dòng con băng keo nano của nhà em. Đây. Băng keo nano này của nhà em thì hiện tại là em đang bán tặng mình với giá chỉ có là 4.000 đồng cho một cái băng keo nano này nhá. Mình mua 10 cuộn thì với giá chỉ có là 40.000, bởi vì là hàng tặng mà, nên mọi người mua bao nhiêu cũng được này. Rồi, hôm qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về các cái dòng con đèn pin của nhà em. Em bán tặng mã 3 này nữa là về cái dòng con đèn pin móc khóa của nhà em nhá. Đây, đèn pin móc khóa này nhà em thì hiện tại là em để cho mình với giá chỉ có là 25.000 cho một cái con đèn pin móc khóa này thôi. Thì con này thì cực kỳ là sáng, em sẽ bấm cho mình xem luôn này. Ngoài ra đi kèm của nó sẽ có là dây sạc và cái một cái đèn nhá. Đó, đây. Đây, con này em chưa sạc rồi. Thì con này nó cứ có dây sạc, ngoài ra nó còn có cả cái đan châm hít ở đằng sau của mình nữa. Em chịu. Đây này, nó sẽ có cái lan châm huýt như này. Đây con này nó sạc rồi này. Đó, nó sẽ sáng như này nhá. Rất chi là sáng luôn. Đó, rồi. Con này thì em nghĩ là cái thời gian sáng của nó thì cũng ít thôi, tại vì có 25 ngàn thôi mà. Đó, vâng rồi. Thì mời cả nhà mình, đây là cái chỗ lan châm huýt của nó này, và đây là cái chỗ mình mở ra mình sạc giúp em Hà nhá. Và đây là nút bấm. Ngoài ra thì nó sẽ có cái kệ để như này cho mình luôn. Đó. Móc khóa và bật bia luôn cho mình nha, với giá là 25.000 cho một cái con đèn móc khóa này bán tặng này. Đó, mời các bác lên đơn giúp em. Đèn móc khóa với giá là 25k nhá. Rồi em qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin nhỏ của nhà em. Đây, đèn pin nhỏ nhà em thì hiện tại là em đang về rất chi là nhiều luôn. Đó, thì nó sẽ có màu này này. Đó, đèn pin mã nhỏ này hiện tại em Hà đang để với giá là 50.000 một đèn pin mã nhỏ như này nhá. Thân thì hoàn toàn là bằng nhôm nhá. Em nói luôn là thân bằng hoàn toàn bằng nhôm, nó cũng có các loại bằng nhựa nhưng em Hà không bán. Em cũng bán tặng luôn với cái mã này với giá chỉ có là 50 ngàn thôi nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Đó, nó sẽ có màu lính nhạt như này này. Đó, rồi. Màu tiếp theo của nó là màu gì đây? Màu lính đậm như này nhá. Tiếp theo màu nào cũng đẹp hết các bạn, nên xin vui lòng không chọn màu giúp em nhá. Đây, màu này. Đó. Nó sẽ có nhiều màu, em phải cho các bác xem nhiều màu. Đây, nó cũng sẽ có cái màu như này luôn. Đó. Đây, Japan đây. Đó. Rồi, con này thì soi thì cực kỳ là thích luôn, bởi vì là nó sáng là xong là bắt đầu là nó có thể nó zoom được lại cho các bác luôn. Đó. Về cái dòng con đèn pin này, này. Đây, em sẽ cầm em soi cho các bác xem luôn nhá. Đó, rất chi là sáng này. Mình zoom lại nhỏ này giúp em này nhá. Mình có thể mình xoáy lại, nó sẽ sáng. Đấy, xoáy ta xoáy vào nó sẽ sáng này. Thân thì hoàn toàn là bằng nhôm giúp mình và có dây sạc đi kèm nhá. Đây, sáng đèn hông này luôn này. Đó. Đây, dây sạc như này luôn. Dây sạc là dây sạc kèm luôn cho mình như này luôn. Với giá chỉ có là 50.000, có cả cái chua để cho mình móc vào khuy quần hoặc cái áo trước ngực của mình luôn. Các bác nam thì thường sẽ có cái
túi trước ngực á, thì mình có thể mình dùng cái khuy này luôn để mình móc này. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhá. Rất chi là đẹp và xịn sò luôn, hàng trong hộp như này luôn. Đó. Con này thì sẽ đặt nhà máy tại đây nhưng mà sản xuất tại bên Made in Japan nhá. Rồi, hôm qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin siêu sáng của nhà em này, thì nó nói thật là không bác nào chê với cái dòng đèn này. Rất sáng luôn. Sáng vô cùng luôn, đó. Đó. Nó sẽ sáng được cả bên riêng này luôn và sáng được cả cái đằng trước này luôn. Ngoài ra thì con này nó cũng có thể nó zoom lại nhỏ như này giúp em. Đó, zoom nhỏ, zoom to như này luôn nhá. Sáng chưa? Các bác nhìn thấy sáng lắm không? Sáng vô từng luôn ấy. Có những bác mà mua rồi xong gọi điện lại để mua lại luôn á. Mua có nghĩa là bác bảo là về công nhận là nó sáng. Thân của nó là hoàn toàn là bằng nhôm giúp em Hà nhá. Con này thì là được, con này là hàng của Polip và hàng này là hàng của Made in Japan nhưng đặt nhà máy tại Trung Quốc nhá. Em nói rõ ở đây. Made in China này. Đấy, đặt nhà máy tại đây nhưng được xuất sang bên Made in Japan, hàng cực kỳ là chất lượng. Em đang bán cho nhà mình với giá là 110.000, bán tặng luôn với giá là 110.000 nhé. Bác nào lấy nguyên đèn pin thì em Hà không bao ship bởi vì giá em Hà bán là giá em Hà bán tặng rồi ạ. Mỗi một con này em Hà lời đúng 4.000 bạc. Mời các bác lên đơn. Không lấy xạo các bác đâu. Em vì sao về dòng đèn các bác mà hay hỏi em là lấy hẳn ví dụ như chục con đèn em đâu có bao ship đâu. Tin nhắn em vẫn còn kia kìa. Khách lấy xỉ à. Lấy mấy chục con em không bao ship được bởi vì em bán giá quá cực kỳ là rẻ luôn, em nói thiệt luôn. Rồi em qua tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin mã 8 của nhà em nhé. Dòng này của nó cũng là hàng dòng của Polip này. Đó. Rồi, dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 90.000 thôi. 90.000 thì con này nó sẽ đi kèm là một cái gì? Một viên pin 18650 này. Đó. Như này. Và một đốc sạc pin 18650 này. Đó. Và một cái để mình lắp pin tiểu và mình sử dụng giúp em, thì mình không cần pin 18650 cũng vẫn được. Đó. Rồi một cái con đèn pin như này em Hà cũng đang để cho mình với giá chỉ có là 90.000 thôi, 90.000 cho một con đèn pin như này nhá. Đó, con này thì là hàng của Polip và Made in Japan này. Nó sẽ có zoom to zoom nhỏ cho mình luôn này. Đó. Và thân thì hoàn toàn là bằng nhôm nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Thêm giao hàng cho mình sẽ là hàng trong hộp nằm như này giúp em nhá. Đó, Polip. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Với giá là đèn pin mã 8 với giá là 90.000 này. Rồi, tiếp theo hôm qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin siêu sáng của nhà em. Đây. Mã này nhà em thì cực kỳ là hot, cực kỳ là sáng luôn với cái dòng này. Đó. Con này nó đi kèm với cả cái đốc sạc của nó này. Con này thì sáng lắm. Sáng vô cùng luôn. Các bác tin các bác cứ về mua thử một con về mà xem, rất chi là sáng. Và con này thì hoàn toàn có những cái tích năng rất chi là hay luôn. Nó sẽ làm cho mình một miên lan châm đằng sau như thế này. Đó. Khi mất điện, các bác có thể dùng gắn lên cửa nhà mình. Để nếu nó hít được lan châm cửa như các bác hít được lan châm mình gắn lên cửa. Hoặc có thể là mình treo lên một cái dây gì đó trước cửa nhà mình luôn. Đây, nó sẽ thiết kế như này luôn cho mình. Đó, một cái bọc như này luôn cho mình. Đó. Khi mình sử dụng mình có thể treo lên giúp em Hà như này luôn. Đây, em Hà bật lên để cho mình dễ tưởng tượng này. Đó, sáng cực kỳ luôn. Con này là gọi là đèn LED siêu sáng nhá. Đó, đèn LED siêu sáng của nhà em này. À, rồi, dòng đèn LED siêu sáng này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 180.000. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhé. Con này là hàng của Mỹ đó, hàng rất chất lượng luôn á. Rồi đây, nó sẽ có cái thông số của nó đi kèm như này cho mình luôn này. Đó, đây, mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhé. Đó, cái thông số của nó này. Đó, nghìn giờ dậy, giờ sáng của nó này, 28W này. Đó, các kiểu như này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Đó, cực kỳ chất lượng luôn. Với giá là 180.000, mời cả nhà mình lên đơn giúp em đèn LED siêu sáng. Con này em gọi là đèn LED siêu sáng nhưng với giá là 180.000. Rồi, em qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn này là đèn cảm ứng của nhà em nhé. Đây, mọi người lên đơn giúp em là đèn cảm ứng vuông. Bởi vì sao? Con này nó sẽ cảm ứng như này giúp em này. Đó. Con này thì hiện tại là em Hà còn vài con nữa, em Hà đang để cho mình với giá là 60.000. Con này thì cứ tối là sẽ sáng cho mình, ban ngày nữa sẽ tự tắt cho mình luôn nhá. Đây, vì sao em che cái tay này là bởi vì để in che cho mọi người biết là nó sẽ tối là nó sẽ sáng như này. Còn lại là khi mình ánh sáng này nó sẽ không sáng đâu, nó sẽ hút năng lượng mặt trời về cho mình luôn. Con này là sạc hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, không dùng dây sạc gì hết luôn nhé cả nhà. Đó. Rồi, con này thì cực kỳ là tiện lợi khi mà mình sử dụng dưới cái thứ nhất là về cửa cổng, ngoài sân, sân vườn,
hiên các kiểu đều được. Ok, lúc nào nó cũng sáng vậy mà mình không tốn một tí điện nào luôn. Con này sáng trắng luôn, ánh trắng trắng luôn á. Rồi hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu? Với giá là 60.000, mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đèn cảm ứng với giá là 60.000, em còn đâu 4 5 con nữa là hết hàng rồi nhá. Đèn cảm ứng với giá là 60k. Rồi em qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin của nhà em này. Đèn pin này là đèn pin đội đầu nhá. Đây là dòng đèn pin đội đầu của Đức của nhà em này. Đó. Dòng đèn pin đội đầu của Đức của nhà em này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 160.000 và con này là em bao xịn sò cho mình luôn nhá. Đó. Hàng sẽ là trong hộp và dây đây. Con này thì khách gọi điện về em ơi hàng sáng lắm luôn em ạ và rất sáng luôn. Đó, đây. Sẽ zoom lại cho mình như này. Đó. Nhưng mà các bác cứ bảo sao là nó có cái nút tắt là bởi vì là mình đang ấn vào wifi của nó. Đó. Mình sẽ có nó có cái nút là nút cảm ứng và nút không cảm ứng nha. Đó. Rồi, đây con này thì sáng chưa? Rất sáng luôn rồi. Mời cả nhà mình lên đơn với em là đèn pin Đức với giá là đèn pin đội đầu Đức với giá là 160.000. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em đèn pin đội đầu Đức. Và con này cái bán cầu của nó là bán cầu lồi nhá. Đây, cái mặt của nó này là lồi ra như này. Nó rất sáng luôn á. Với giá là 160.000. Ngoài ra nó còn có cái cổng USB làm luôn cái cục sạc dự phòng cho mình luôn này. Đó, để mình có thể sử dụng sạc điện thoại luôn á. Rồi, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Rồi, hôm qua sản phẩm tiếp theo cho mình đó là về cái dòng con đèn pin 3 đầu của nhà em nhá. Đây là dòng đèn pin 3 đầu của nhà em này. Thì con này nó sẽ được thiết kế là Made in Japan, là hàng xuất từ bên... nó sẽ được sản xuất tại đây, em cho mình xem luôn. Đây, sản xuất đặt nhà máy tại Made in China nhưng mà được xuất sang bên Nhật nhá. Đó. Con này thì được thiết kế cho mình sẽ là 2 viên pin 18650. 2 viên pin 18650 đi kèm và một đốc sạc cho mình ở bên trong. Đó. Đốc sạc này mình sạc trực tiếp luôn trên cái nút này của nó giúp em này. Đó, rồi, con này thì đèn 3 đầu thì cũng khá là ok và sáng cho mình luôn. Đó, sáng không ạ? Sáng lắm luôn. Đó. Con này thì khá là tiện khi cho mình sử dụng. Vì sao lại là như vậy? Bởi vì nếu mình có thể mình mua thêm pin dự phòng giúp em Hà nhé. Mua pin dự phòng giúp em Hà, tí nữa em sẽ giới thiệu pin 18650 của nhà em. Mình có thể mua pin 18650 dự phòng bỏ trong túi. Mình đi nương đi dãy nhiều khi cái lượng pin sáng không đủ, mình có thể lắp vào tiếp theo và sử dụng giúp em nhá. Rồi một con đèn pin này em Hà đang để cho mình với giá là một cực kỳ hạt rẻ 101. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Đèn pin 3 đầu với giá là 110.000 cho một con đèn pin 3 đầu như này. Tin không nổi luôn với cái giá luôn ấy. Với giá là 110.000, mời cả nhà mình lên đơn. Rồi em qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con pin. Đây. Nhiều anh muốn kèm thêm pin nữa thì mình sử dụng cho em. Con pin này là pin thông thường nhá. Pin này là em nói luôn là pin thường. Pin thường này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ là 15.000 một cục pin thường nhá. Mời các anh lên đơn giúp em này. Đó. Rồi còn pin này là pin Phantom. Pin Phantom thì con này nó là hàng nội địa chung. Em nói luôn con này là hàng nội địa chung nhá. Và đây là công suất của nó, miliampere của nó. Rồi con này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 35.000 cho một cặp pin này thôi nhá. À một viên này nhá. 35.000 cho một cục pin Phantom này. Mời các anh lên đơn giúp em này. Con này xài bao chất lượng cho mình luôn á. Rồi em qua cho mình nữa là về cái dòng con đốc sạc pin. Đây. Đốc sạc pin của nhà em thì em sẽ có đốc sạc này gọi là đốc sạc pin đôi. Đốc sạc pin đôi của 18650 thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 45.000. Mời các anh lên đơn giúp em. Đốc sạc pin đôi với giá là 45k. Còn đây là đốc sạc pin tiểu, đốc sạc pin đây là đốc sạc pin đơn với giá là 20.000 này. Rồi còn em qua cho mình nữa là về cái dòng con này là con đốc sạc pin tiểu của nhà em Hà nhé. Đốc sạc pin tiểu này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 90.000 cho một cái đốc sạc pin tiểu này thôi nha cả nhà. Đây. Đốc sạc pin tiểu này của nhà em thì mình cứ pin tiểu sạc là ok, sạc được hết nhá. Đó. Rồi con này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 90.000 cho một cái đốc sạc này. Con này thì là hàng của Made in China nha cả nhà nhá. Đây. Thông số sạc của nó đây này. Đây cả nhà này. Đó, đây là thông số của nó.
Rồi, còn đây là nơi sản xuất của nó đâu? Nó ghi mỗi khi thấy cái chữ Made in China này nó lại chui đi đâu rồi đây này. À đây, Made in China đây cả nhà nhá. Đấy, con này là hàng của Trung nhá, hàng nội địa Trung ấy. Rồi, một cái loạt này một xíu này. Đó, về cái dòng máy sấy tóc này của nhà em thì hiện tại là cái dòng con máy sấy tóc nhà em này thì nó ok lắm. Em nói thiệt luôn, rất ok luôn về cái dòng máy sấy tóc này của nhà em nhá. Đây, em sẽ cho mình xem luôn, con này nó có cái đèn tia laser ở bên trong á, để nó làm tránh giảm độ nóng nhưng mà tóc vẫn nhanh khô, để cho mình không bị ảnh hưởng nữa đây. Con này lực của nó thì cực kỳ là nóng luôn. Các bác nghe này, đã biết này, cánh quạt ở đằng sau này, em quay cận cho các bác xem cái cánh quạt của nó này. Đó. Đó, các bác thấy em quay tít không? Đó. Điện ù gió ù như này ấy chứ. Rồi, một cái dòng con máy sấy tóc của nhà em như này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 120 ngàn cho một con máy sấy tóc như này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Máy sấy này nó sẽ gồm cả cái đầu của nó đi kèm nhá. Đợi em xíu em lấy luôn cái đầu nó này. Đây. Cái đầu của nó đi kèm cho mình luôn là cái mình lắp ráp vào như này giúp em Hà này. Đó, đây. Đó, mình lắp như này luôn. Cái đầu của nó như này luôn nhá. Đó. Khi mình sấy loạn tóc cũng được này, mình sấy dành cho tóc nam cũng được, tóc nữ cũng được luôn. Và nó có đèn tia laser để chống làm khô sợi tóc cho mình luôn nhá. Đó, một con máy sấy tóc. Khi em giao hàng cho mình thì sẽ là hàng trong hộp như này cho mình này. Đó, hàng trong hộp như này giúp em. Đó, mời cả nhà mình xem giúp em nhá. Rồi, một con máy sấy tóc này với giá 120 ngàn. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là máy sấy tóc với giá là 120k nhé. Đó, mình nhớ về lắp ráp giúp em này ở trong đầu như này nhé. Đó, cái đầu của nó như này luôn này. Đó. Rồi, với giá là 120 ngàn. Mời cả nhà mình lên đơn. Máy sấy tóc. Rồi, em qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con dao cạo râu của nhà em. Đây, dao cạo râu này của nhà em thì em nói thật là lần này hàng về không thể chơi được nó. Em sẽ mở ra cho gia đình của mình xem luôn nhá. Cái dòng dao cạo râu này sẽ là về lần này là 36 lưỡi. Em nói rõ. Và nó sẽ là cái dao cạo râu như này luôn. Hàng rất chi là ok cho mình luôn. À, đó. Bản lưỡi to hơn lưỡi trước. Em bán em biết mà. Đây. Đó. Rồi. Và cái này của nó này. Đây mình nhìn giúp em. Để làm xíu nhé em mở ra đây. Nó cái nút bật của nó đây. Đó. Rồi. Cái keo của nó cũng khác luôn, đúng không ạ? Rồi, cái bàn cầm cả cạo của nó cũng khác luôn, đúng không ạ? Rồi, một cái dòng con dao cạo râu như này em Hà vẫn đang để cho mình với giá rất ưu đãi 50 ngàn. Mời cả nhà mình lên đơn với em là dao cạo râu 36 lưỡi với giá là 50 ngàn cho một cái con hộp dao cạo râu như này luôn nhá. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Đây, với giá là 50 ngàn. Một hộp dao cạo râu đẹp xịn sò như này luôn nhá. Rồi, còn nếu như mà anh nào không thích cái bàn cạo như này, mình có thể mua luôn cái dao cạo râu của em Hà đang bán của hãng Ông Già như này nhá. Rồi, một cái dao cạo râu của hãng Ông Già như này em Hà đang để cho mình với giá là 110.000 đồng. Hãng này là chuẩn hãng luôn nhá, không phải cái hãng tào lao bí đao đâu nhá. Thường nó sẽ có một cái hàng nhái của nó là mất chữ U như này. Em nói rõ trên này nó mất chữ U như này luôn. Đó, là hàng nhái. Em nói rõ này. Rồi, con này thì lực chạy rất chi là mạnh luôn. Em bật lên cho cả nhà mình xem luôn nhá. Đó. Cả nhà nghe tiếng không ạ? Rất ok luôn nhá. Đó, rồi. Đây, chỗ phớt dâu của nó đây. Đó, cả nhà xem. Đó, rồi. Một cái dòng con máy dao cạo dâu này em Hà đang để cho mình với giá là 100.000 đồng. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em, giá cực kỳ là hạt rẻ mà lại hàng là còn hàng xịn sò nữa. Đó. Rồi, khi em giao hàng cho mình sẽ thì hàng trong hộp như này luôn cho mình này. Tem thẻ đi kèm luôn nhá. Không biết em lai em vứt cái tem thẻ của nó đâu rồi, nhưng mà nó có tem thẻ đi kèm đấy. Mời cả nhà mình lên đơn 100.000 đồng. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con kính lúp của nhà em Hà này. Đây, đây là dòng kính lúp của nhà em nhá. Đó. Dòng kính lúp này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50 ngàn cho một con kính lúp như này nhá. Con này thì nó có thể nó lắp được cả pin tiểu vào đây luôn cho mình để mình xoay cho nó sáng hơn này. Đó, rồi. Với giá chỉ có là 50 ngàn. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là kính lúp với giá là 50 ngàn. Để mình xoay cho vật nó sáng rõ hơn á.
Không, nhiều khi mình cũng cần lắm á. Cái này tuy vậy nhưng trông nhìn nó rất chi là nhỏ nhỏ mà nó có võ đấy các bác ơi. Như giá là 50 ngàn nhá. Em cứ lắp đại em bỏ vào đây. Rồi, tiếp theo phát cho mình nữa là về cái dòng con miếng dán ngải cứu của nhà em Hà nhá. Cái dòng miếng dán ngải cứu này cũng rất chi là nhiều khách hỏi em là ui nhà em dán nó có nóng không? Tại vì nhiều chỗ anh mua về nó không nóng. Thì xin thưa rằng là em Hà đã test rồi, là hàng nóng nhá, hàng bao nóng cho mình luôn nhá. Rồi một cái dòng con miếng dán ngải cứu Trung Quốc này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 20 ngàn cho một hộp như này thôi, gồm 12 miếng giúp em nhá. Đó, miếng dán ngải cứu Trung Quốc với giá là 20 ngàn một hộp. 20 ngàn một hộp, một hộp sẽ gồm 12 miếng đi kèm giúp em Hà này. Đó, rồi tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con dây móc dán tường như em Hà đang móc trên tường ấy kìa. Đó, em cho cả nhà mình xem kìa. Đấy, em đang móc để in mình sử dụng, em sử dụng để in em là làm đèn, em like đèn nháy các kiểu đấy. Rồi, đó, một cái dòng con dây móc như này nó sẽ gồm 6 dây đi kèm cho mình luôn này, để về mình sử dụng mình móc quần áo ấy, con đấy bao chắc cho mình luôn nhá. Em đang để cho mình với giá là 25 ngàn, mời cả nhà mình lên đơn giúp em là dây móc quần áo với giá là 25k. Nó sẽ gồm đi kèm cho mình luôn là 6 móc đi kèm luôn này, giá cực kỳ rẻ luôn ấy, 25 ngàn bạc thôi. Nhưng mà bao chắc luôn ấy, bây giờ không ai sử dụng đến cái mà để đóng vào đinh, inox đóng vào đinh. Cái thứ nhất là hỏng tường, cái thứ hai mất thời gian, cái thứ ba rất chi là khó chịu khi muốn dịch chuyển khó. Dù sử dụng ngay con này giúp em nhé. Mình cứ bóc cái miếng dán, mình dán ít và tường rất chi là chắc. Nó sẽ gồm màu xanh, màu trắng, màu vàng và lộn xộn màu. Xin vui lòng không chọn màu giúp em. Các bác lấy em sẽ mix màu cho mình làm sao để cho nó hợp lý trong gia đình nhà mình. Em không bao giờ em lấy nguyên một màu nào hết cho khách đâu. Em sẽ mix màu hết luôn nhá. Với giá chỉ có là 25 ngàn thôi. Đây, đó, nó cứ lung tung màu lên như này này. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình nhớ là về cái dòng con chổi trà đa năng. Chổi trà đa năng này của nhà em thì nó chổi trà, trà cực kỳ là thích luôn về tất cả các cái dòng chổi của nhà em. Trà nhà tắm, nhà vệ sinh, con này xoay được 360 độ luôn. Các cả ngóc ngách như này trà được hết luôn đó. Rồi cây gậy thì là bằng inox và dài khoảng tầm 1 mét nhá, hoặc hơn 1 mét thì đấy. Em trà nói chung là em đã có rồi một cái chổi này rồi, em trà là gần năm nay rồi các bác ạ, chưa hỏng em nói rõ. Với giá chỉ có 50 ngàn thôi, về chổi trà nhà tắm, nhà vệ sinh rồi sân vườn các kiểu bao sạch luôn, với giá chỉ 50 ngàn. Rồi còn là cái chổi này là chổi trà nhà, chổi quét trần nhà, dây dài cỡ tầm rơi vào khoảng tầm trên 2 mét giúp em Hà nhá. Em không đo, em nói rõ luôn là trên like là em chưa có đo, nhưng em khoảng tốc độ của nó là khoảng tầm trên 2 mét đó. Rồi một cái chổi trần nhà như này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50 ngàn cho một chổi trần nhà như này thôi nhá. Lúc thì nó trong hộp, lúc thì nó ở ngoài hộp đấy, lúc về lô thì trong hộp, lúc ngoài hộp nó lung tung lên, nhưng xin vui lòng nó không chọn giúp em. Cái chỗ nào nó cũng phải chất lượng thì em Hà mới bán, nên yên tâm. Với giá chỉ có 50 ngàn thôi, bằng một bát phở nhá. Rồi tiếp theo qua cho mình nữa là một cái bộ găng tay. Găng tay như này nhá, găng tay dẻo này. Thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 20 ngàn cho một cái hộp găng tay dẻo này. Con này là của Victoria. Em nói rõ là hàng bao xịn sò luôn. Đây em cho mình xem luôn cái bao tay này. Các bác cứ để ý cái bao tay á. Bán hàng nói chung là đến bằng cái bao tay nó còn nhái được thì các bác biết rồi. Nếu mà lấy hàng chuẩn hãng của nó thì nó vẫn khác. Đây, nhìn cái bao tay của nhà em. Đây, cả nhà nhìn này, nhìn có khác không ạ? Bao khác cho mình luôn. Đây, xịn không ạ? Bao xịn đấy, thấy không? Bao xịn sò cho mình luôn với cái dòng con bao tay này. Đấy, có loại hàng đều ạ. Các bác trộn tí nó bị tét hết những cái đầu này ra này. Những cái hàng này hàng xịn này. Các bác cứ yên tâm luôn. Với giá chỉ có là 20 ngàn một hộp cho 100 chiếc bao tay bên trong như này nhá. Hàng của Victoria, hàng xịn sò luôn. Đó, mời cả nhà mình lên đơn. Đây. Đó, đây. Nhá, mời cả nhà mình lên đơn. Rồi em qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về một ít đèn thờ cũng như nhang thờ của nhà em Hà. Ai dùng nhang thờ thì cực kỳ là nghiện luôn. Em nói đó, khi nó dùng cái nhang thờ của nhà em Hà nhá. Đó, đây. Em ngồi vào đây để em like về cái phần nhang thờ. Dòng đèn thờ thì hôm nay em lại về được một thêm cho mình một cái dòng đèn thờ cảm ứng như này, và con này thì cực cầm cực chắc và to luôn như này luôn nhá. Dòng đèn này là đèn thổi đó, mình bỏ miệng vào mình thổi thì nó rất chi là vô lễ em thật. Khi mình thờ các cụ thì nó sẽ lại có cảm ứng như này đó, mình đập cái đồng đít này thì nó sẽ sáng này đó. Rồi cái thứ hai nữa là mình dùng tay mình tắt như này cũng được luôn này đó,
tắt bật như này, mình bật này, tắt này cho em. Đó, rồi. Con này thì ngoài ra nó sẽ chỉnh độ sáng, độ tối cho mình luôn này. Đó, con này chỉnh được. Đó, đây. Chỉnh cho mình luôn. Đó, sáng tối, tối dần này. Đó, sáng lên này. Đó, chỉnh được luôn. Rồi, hiện tại là một cái con như này em Hà đang để cho mình là đèn đèn thờ cảm ứng nhá. Cả nhà mình lên lên mã hộ em là đèn thờ cảm ứng. Em Hà đang để cho mình với giá là 60.000 cho một cái con đèn thờ cảm ứng này. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Đèn thờ cảm ứng với giá là 60.000. Khi em giao hàng cho mình sẽ là hàng trong hộp như này luôn này. Hàng trong hộp như này cực kỳ là ok luôn này. Đó. Hàng này chất lượng, cầm ok. Và đặt nhà máy tại đây luôn nhá. Make in China là đặt nhà máy tại đây luôn này. Đó. Rồi. Con này thì cực kỳ là ok luôn này. Nó sẽ gồm cho mình là màu xanh và màu đỏ như này giúp em nhá. Màu xanh và màu đỏ như này giúp em. Nhưng xin vui lòng không chọn màu giúp em, bởi vì màu nào cũng yêu, màu nào cũng đẹp hết nhá. Đó, bác nào mà lấy hai cặp em sẽ tự mix màu cho mình luôn. Với giá là 60.000 cho một cây như này. Đó, một cặp của nó sẽ là 120.000. Mời cả nhà mình lên đơn. Rồi em qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn thờ huyền thoại. Đây gọi là huyền thoại nhá. Bởi vì là con này nó sẽ có cái đèn như cái ánh nến ở bên trong này. Và con này thì nó sẽ có pin đi kèm giúp cho mình luôn rồi. Một dòng đèn thờ huyền thoại như này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 cho một cái đèn thờ huyền thoại như này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đèn thờ huyền thoại với giá là 50.000. Rồi, dòng con đèn thờ này là đèn thờ thần tài. Dòng đèn thờ thần tài này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 35.000 cho một cái con đèn thờ thần tài như này thôi nhá. Đó, thờ rất chi là ok luôn. Chân đế thì màu vàng như này giúp em Hà này với giá chỉ có là 35.000 thôi. Mời cả nhà mình lên đơn. Rồi, qua cho mình nữa là về cái dòng con đèn thờ sen của nhà em Hà này. Đèn thờ sen này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 55.000 cho một con đèn thờ sen chưa bao gồm pin. Con 35.000 thần tài vừa nãy cũng chưa bao gồm pin nhá. Đèn thờ sen này thì nó sẽ chạy bằng pin. Các bác có thể mua pin về để mình lắp ráp vào giúp em nhá. Với giá là 35.000. Con này thì phù hợp cho mình để mình làm chỗ mà thờ, ban thờ tổ tiên hoặc là ban thờ bên Phật các kiểu đấy. Rồi mời các bác lên đơn nhá. Rồi, về nhan trầm quế thì nhà em sẽ có hai dòng nhan trầm quế. Đây là dòng nhan trầm quế là cỡ 3 tấc này và 100 que bên trong. Con này thì được làm hoàn toàn bằng tự nhiên, 100% bằng tự nhiên thảo dược. Hoàn toàn là từ cánh hồi này, quế này và trầm nhá, kết hợp lại. Rồi một cái hộp nhan trầm nhà em Hà đang để cho mình với giá là 45.000 thôi. Các bác ơi đừng sử dụng cái nhan mà có hóa chất nữa. Mình ngửi vào mệt mỏi lắm. Mình cứ mua về thắp con này cho em. Em nói thật các bác, em hít ở ngoài thôi, em chưa thắp đâu, nhưng mà hít cái ngoài vỏ này thôi nó đã sảng khoái rồi. Nó toàn mùi quế với mùi trầm với mùi cánh hồi thôi. Đó, đây là cánh hồi này các bác này đó. Các cái nhiên liệu để sản xuất ra đấy, hoàn toàn bằng tự nhiên nên các bác yên tâm nhé, không gây độc hại cho các bác. Thắp hương mà độc thì thôi, các bác cứ nên chọn cái dòng nào tự nhiên mà thắp các bác ạ. Mình là người đầu tiên ấy, các cụ thì người hương ngủ hoa thôi. Còn mình là người sống thì người trực tiếp với các bác. Nên là mình mua luôn cho em nhá, với giá chỉ có là 45.000 thôi. 45.000 cho một cái hộp nhân trầm này. Mua là mê, tại vì cái mùi của nó cực kỳ là dễ chịu. Rồi, còn nếu như bác nào nhu cầu thắp nhiều hơn thì sử dụng cho em có loại 200 cây này một hộp luôn. Cũng là nhan cầm trầm tự nhiên luôn cho mình này. Đây là nhan trầm tự nhiên luôn này. Đó. Hàng này thì cực kỳ là ok luôn. Cũng nó cùng một loại như này luôn. Nó cùng một cái công ty này luôn đấy. Với giá là 85.000 cho một cái hộp nhan trầm 200 que như này nhá. 85.000 nhá cả nhà nhá. Đây em phải viết rõ lên đây. Không nhiều bác cứ đọc em 85 thì lại bảo em là xạo quá. Đây 85.000 nha các bác nhá. 85.000 trên một cái hộp này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn này. Đó. Rồi, qua về cái dòng đèn tích điện của nhà em này thì em lại có cái dòng đèn 5 cánh này cực kỳ là ok luôn này. Dòng 5 cánh này mình có thể úp lại thành hình tròn như này giúp em luôn này. Đó, đây, mình quạc lên tay giúp em này. Rồi con này thì vừa sử dụng sạc bằng năng lượng mặt trời, vừa sử dụng dây sạc giúp em nhé. Nó có một dây sạc đi kèm cho mình này. Đó, mình thích thì mình xòe ra thành cánh hoa như này giúp em. Còn không thì mình trụ lại như kiểu là cái quả bóng ấy. Đó, rồi một cái dòng con đèn tích điện như này 5 cánh này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 à 80.000
80.000 cho một cái con đèn bóng đèn tích điện như này luôn nhá. Đây. 80k, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Con này là dòng loại to nhá, nó có loại nhỏ nhưng em không bán, em bán dòng loại to nhất của nó luôn với giá là 80.000. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về cái dòng con bóng đèn tích điện 100W như này luôn nhá. Đây, con này là bóng đèn tích điện tròn 100W này. Đó. Con này thì nó sẽ là sử dụng dây sạc cho mình luôn này. Đó, rồi. Với giá chỉ có là 70.000 đồng, mời cả nhà mình lên đơn giúp em là bóng điện tích bóng tích điện 100W với giá là 70.000 đồng, mời cả nhà mình lên đơn này. Đó, rồi. Tiếp theo qua cho mình đó là về cái dòng con đèn cổng. Đây là dòng đèn cổng này các bác này. Đó. Dòng đèn cổng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu? 70.000 cho một cái con đèn cổng như này thôi. Để mình sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Và con này khi mình mua nó sẽ có cả ốc vít đi kèm cho mình luôn. Đây, cái bịch ốc vít như này luôn. Mình không cần phải ra ngoài mua gì hết. Cứ thế là về gắn ở cái đằng cổng như mình ấy, hoặc là sân vườn, hoặc là cái chỗ đường đi lối lại. Tại vì con này là cứ anh cứ ý là cứ buổi tối là nó sẽ tự sáng hoài như này luôn này. Đó. Ban ngày nó sẽ sạc bằng năng lượng mặt trời cho mình luôn. Con này cực kỳ là tiện luôn đấy các bác ơi. Rồi, mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhá. Là đèn năng lượng với giá chỉ có là 70.000 cho một cái con đèn năng lượng này thôi nhá. Mời cả nhà mình lên đơn, nó sẽ có màu trắng và màu đen như này. Các bác nào lấy thì em sẽ kết hợp hai cái cho các bác hai màu nhá. Rồi. Qua cho mình nhớ là về cái dòng con đèn cầu xoay to lớn như này nhá. Đó, bác nào mà hay đi hát karaoke thì chắc chắn là sẽ biết cái con cầu xoay này này. Mà nó dựng ngược lại lên như này này, trên cái sàn nhà ấy. Để in mà khi các bác hát là nó sẽ cứ quay quay theo cảm ứng á. Con này thì nó sẽ cảm ứng theo âm thanh và tiếng nhạc nhá. Chứ nó không có xoay được đâu. Nhiều bác hỏi em là nó có xoay không, nó không có xoay được. Tại vì con này nó là nó sẽ cảm ứng theo âm thanh và tiếng nhạc của mình. Nó sẽ gồm cổng USB đi kèm này và một cái điều khiển để mình điều chỉnh màu á. Rồi một cái con như này em Hà đang để cho mình với giá là 150.000 cho một con đèn cầu xoay như này nhá. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đèn cầu xoay với giá là 150.000, đèn cầu xoay to ấy. Hoặc là đèn cầu xoay to đi nhá, với giá là 150k này. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Đó. Rồi. Tiếp những cái dòng con là dòng này gọi là dòng chuẩn bị để xài Tết, đó là cái keo. Đây, dòng keo này là keo hai mặt của em, thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 20.000 cho một cái con keo băng keo hai mặt như này nhá. Đó, rồi ví dụ như nhà anh nào mà tường bị nứt này, hoặc là ví dụ như là cái chỗ sơn nhà mình nó bị chóc ra rồi, thì mình cần sử dụng ngay hộ em cái này, nó là cái keo vá tường. Rồi cái dòng keo vá tường này mình sử dụng thì cực kỳ ok. Ngoài ra nó còn có cả cái thanh chét cho mình luôn. Đi kèm lần này về lô lần này có cả thanh chét nên. Và hạn sử dụng thì hạn mới, nên cả nhà yên tâm nhá. Đó. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em với giá là 40.000, 40.000 một típ này luôn. Khi em đi hàng thì cả nhà cứ yên tâm rằng là em sẽ phải kiểm tra hàng. Đây, ví dụ phải dẻo. Đây, vẫn còn dẻo ngon này. Đó, keo vẫn còn dẻo ngon này thì em mới đi cho mình. Nó chẳng khác gì như một cái xi măng để in mà vá lại cái chỗ tường nứt của nhà mình nha. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em mà keo vá tường với giá là 40.000. Rồi em qua tiếp theo cho mình nữa về dòng con là keo đa năng. Đây là dòng keo đa năng của nhà em là 60g, thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 20.000 thôi, 20.000 một típ keo đa năng như này nhá. Đó cho mình như này. Đó. Khi em Hà đi hàng thì sẽ kiểm tra hàng trước hết cho cả nhà mình yên tâm luôn. Còn những anh nào mà mua nhiều về mình thì biết cách bảo quản giúp em là để vào chỗ nơi tránh ánh nắng mặt trời giúp em nhá, để in nó không bị khô keo. Đó, nhà em để nhưng mà em phải để trong tủ thì cả nhà biết rồi, với giá chỉ có là 20.000 một típ. Rồi em qua cho mình nữa là về cái dòng con chai sơn kẻ vạch. Chai sơn kẻ vạch này là mình sử dụng để mình kẻ những cái vạch, những cái vạch bên sàn nhà nhà mình nó dơ á, nó dơ nó bẩn rồi thì mình sử dụng ngay cho em để mình kẻ cho nó sáng cái ngôi nhà lên, cho nó đẹp cái ngôi nhà lên. Sắp sửa mình Tết rồi mà, mình phải đón để in cho một cái năm mới nó khấn khởi lên nhá, là làm ăn cho nó phát đạt. Thì mời cả nhà mình lên đơn giúp em là chai kẻ vạch Hàn nhé. Chai này chai của Hàn đấy, với giá chỉ có là 50.000 thôi, 50.000 cho một chai kẻ vạch. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Rồi em qua cho mình nữa là về cái dòng con là keo băng keo điện.
măng keo nano điện. Em lại nói chuyện buồn cười, nói đến cái chuyện này thì em lại buồn cười luôn, là có những cái anh đấy anh gọi điện cho em là em ơi, cái keo nano nhỉ em ấy, xài sướng lắm, mang tiếng là chả cần phải Nhật nhưng mà xài sướng hơn Nhật, anh mua cái gì nó cũng bảo là Nhật về xài muốn bỏ đi luôn. Đó là em nói rõ luôn á, thật á, cái này của nhà em không phải Nhật nhủng gì đâu, em nói thật các bác luôn. Thế ui giời, những cái đồ này thì đào đâu ra mà Nhật, Nhật gì, những cái này ai bán 4.000 hay là 10.000, 10.000 một quận cũng chả phải của Nhật, em nói rõ luôn đi. Chẳng qua là em bán lấy tương tác với giá 4.000, em bán tặng cho cả nhà mình là 4.000 một quận nhỏ, còn 10 quận nhỏ như này sẽ là 40.000 một cây, một lốc như này với giá 40.000 bán tặng luôn đấy, em bán tặng thiệt luôn đấy, mở cả nhà mình lên đâu bằng giá nhập luôn. Rồi em qua cho mình nữa là về cái dòng con là sạc, cáp sạc điện thoại nhà em. Cáp sạc điện thoại thì em đang lên cho mình nữa là về cái giá đỡ điện thoại này, giá đỡ điện thoại iPad to này nhá. Con này thì mình sử dụng bây giờ thực ra nói là giá đỡ luôn cả iPhone 14, iPhone 15 luôn rồi đây này, cái dòng này. Đó. Tại vì giờ các dòng iPhone ra rất chi là to luôn. Thì mình sử dụng cho em nhá con này nhá. Rồi cái dòng này xài đã lắm. Đây này, cả nhà ơi. Nó sẽ có phục vụ cho mình luôn là như thế này này. Đó. Đây em bẻ thẳng lên cho mình xem nhá. Là nó sẽ có 4 nút chống trượt như này cho mình luôn này. Đó. Sẽ quay được 180 độ luôn cho mình này. Đó. Rồi ông A sang nhà ông B xem. Ừ anh đang xem gì đấy? Ừ anh đang xem video nhà em Ngọc Hà. Đâu đâu cho anh ngó tí. Xoài phát ngồi im một chỗ xoay thôi ca nhờ mình xoay đây. Em Ngọc Hà đang giới thiệu sản phẩm em bên đây. Đó hàng rất chất lượng và mua ủng hộ em đi. Đó. Anh C lại hỏi mình lại quay. Anh D là tôi xem một tí lại quay. Và trở lại về chỗ anh A. Đó. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em nhé. Con này nó sẽ xoay được 360 độ. Ý em đang kể câu chuyện ở đây là nó sẽ xoay được 360 độ cho mình luôn như này. Đó. Ngoài ra con này sẽ được thiết kế 3 đinh vít cho mình bên dưới này, rất chi là chắc chắn. Và 4 nút chống trượt bên dưới này. Cả nhà cứ yên tâm là mình để điện thoại bao nhiêu cũng thoải mái, không lo bị đổ rớt vỡ gì hết nhá. Và con này thì được làm sơn tích điện cho mình như này luôn. Hàng em đang để cho mình với giá là 280.000, em Hà đã bao ship. Các bác ra ngoài không bao giờ mua được một con giá đỡ điện thoại hàng xịn như này với giá chỉ có là 280.000 đâu. Con này là rơi đâu đó phải trên 300 nếu như ra ngoài Thế Giới Di Động mua giúp em Hà nhá. Có như hôm nay em Hà để cho mình với giá là 280.000 đã bao ship rồi, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Còn 3 con nữa là em hết này. Rồi em qua cho mình nữa là về cái dòng con là điện dây sạc ba đầu của nhà em. Đây. Thì cũng có rất chi là nhiều anh gọi điện hỏi em Hà là em Hà ơi, cái dây sạc ba đầu mà người ta đang bán là sạc béo sạc bụng gì đó mới có 5 hay 30.000 hay 20.000 em chả nhớ đâu. Đó, đó là cái quyền người ta bán. Thế nhưng mà nhà em không bán dòng đó, em nói rõ, em chỉ bán dòng của hãng và dài, con này là dây dài 1 mét nhá. Và em đảm bảo cho các anh xài bao sướng. Sẽ có 3 đầu cho nó thì sẽ là đầu Type-C, đầu iPhone này và đầu micro. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Hoàn toàn là bằng dù như này về buộc cho em cái loại 40-50kg vào, xong xách vùng quanh sân chạy. Và bắt đầu về sạc pin lại, cắm vào điện thoại sạc giúp em vẫn xài ok nhá. Đó là về cái dòng hàng của nhà em Hà luôn này. Đó, không, em không bán 30-40 ngàn về xài lần bữa hai bữa vứt đi thì em không xài, em không bán. Bởi vì mình cũng bỏ tiền ra mà. Một dây sạc này em Hà để cho mình với giá chỉ có 90.000. Mời các anh lên đơn giúp em là dây sạc ba đầu với giá là 90k, hàng của hãng Hoco như này em bán nhá, chuẩn luôn nhá. 3 trong 1, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Đó. Hàng xài bao sướng luôn nhá. Với giá chỉ có là 90k. Rồi em qua cho mình luôn nữa là về cái dòng con dây sạc điện thoại này. Dây sạc cái loại điện thoại 39.000 này của nhà em thì hiện tại em sẽ có iPhone micro và Type-C luôn, đồng giá với giá là 39k. Đây, cũng bằng dây làm như này cho mình xem luôn. Đó, hàng rất chất lượng luôn. Khi em giao hàng thì sẽ là hàng trong hộp như này cho mình luôn này. Đó. Cầm bao sướng bao phê tất cả các cái dòng điện thoại nhà em đang xài mà không sướng không phê em Hà không lấy tiền đâu. Đó, với giá chỉ là 39.000, mời cả nhà mình lên đơn giúp em Hà luôn. Rồi em qua sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con củ sạc. Củ sạc này thì hiện tại là em đang về cái dòng con củ sạc của Hoco, có loại là 22,5W. Con này thì nó đây là dòng nào đây? Con này là dòng micro nhá, là cả củ cả sạc, cả củ cả dây sạc luôn. Hiện tại là con này sẽ hỗ trợ cho mình sạc nhanh là 22,5W, sạc cực nhanh, cực sướng luôn. Đó, với giá chỉ có là 180.000 một bộ chứ. Cái này là 180.000 một bộ là cả sạc cả dây.
Còn nếu như anh nào mà mua nguyên củ, nguyên củ của nó đây, đâu đợi em một xíu em sẽ đi tìm cái nguyên củ của nó. Đây là nó cũng có cả sạc cả dây. Thì cả sạc cả dây em sẽ có cả tai C này, micro này và iPhone luôn với giá đồng giá là 180.000, còn nguyên củ của nó là 160.000 nha, em nói rõ nhá. Nguyên củ này mà không có dây là 160k này. Đó. Rồi, em qua cho mình tiếp theo nữa là về cái dòng con củ sạc điện thoại mà cái loại mà mình cần sạc thường thôi 16W á, thì mình sạc của em con này. À. Đấy. Đây, Hoco này. Hoco này, đó. Con này thì chân của nó là chân cổng về là USB nhá. Con này thì sẽ hỗ trợ cho mình là 18W sạc đấy. Rồi con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 100.000. À, thì như con này đang xả kho hay sao cả nhà, với giá chỉ có 80.000 thôi. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là củ sạc Hoco với giá là 80k nhá. 80k một củ sạc như này, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Đấy, xài sướng lắm. Rồi có những bác đi nước ngoài rồi mà về vẫn còn các cháu xa đến nơi nhìn thấy củ sạc đẹp quá, xin ông, xong cuối cùng ông về lại gọi điện cho Xúc Ngọc Hà để mua đấy cái sạc điện thoại anh em ấy. Nên là cả nhà cứ yên tâm về các dòng sạc nha, với giá chỉ có là 80.000 thôi, 80.000 cho một cái con sạc 18W như thế này, mời cả nhà mình lên đơn. Rồi em qua các cái sản phẩm tiếp theo về đồ điện của anh em này. Đấy, đồ điện thì em sẽ lên cái sản phẩm đầu tiên. Đó là sản phẩm về cái dòng con phích cam. Đây, phích cam này là phích cam chịu lực tốt này và chống nhiệt các kiểu cho mình luôn, chịu công suất cao. Rồi một cái cặp này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 25.000 thôi. 25.000 cho một cái cặp phích cam này, mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Đó. Rồi em qua cho mình luôn nữa là về cái dòng con là đuôi đèn đa năng. Đuôi đèn này là đuôi đèn xoay đa năng. Con này nó xoay được cho mình như này này. Nên vì sao em gọi là đuôi đèn xoay đa năng nhá. Đây, đợi em xíu, đây, mình sẽ xoay như này cho em. Đó, xoay nghiêng, xoay thẳng đều được luôn. Với giá chỉ có là 15.000 một cái đuôi đèn này, mời cả nhà mình lên đơn với em là đuôi đèn xoay đa năng với giá là 15k. 15k cho một cái đuôi đèn xoay đa năng như này nhá. Đó, sẽ gồm ốc vít các kiểu đi kèm rồi, mình chỉ về sử dụng thôi với giá 15.000, quá rẻ luôn. Hàng là hàng hãng, tất cả dòng thiết bị điện nhà em này em lấy hàng hãng nên cả nhà cứ yên tâm. Rồi, em qua cái sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con... ổ điện, ổ cắm điện mã 1. Đây là ổ điện cắm điện mã 1 của nhà em nhé. Và tất cả dòng hàng này của nhà em là hàng của hãng và sản xuất tại Make in Việt Nam mình. Đây, Make in Việt Nam. Đó. Rồi, đây công suất các kiểu của nó như này nhá. Bên trong thì được làm hoàn toàn bằng lá đồng như này cho mình luôn. Đó. Rồi, một cái dòng con cắm điện như này, ổ cắm điện này em Hà đang để cho mình với giá là 35.000. 35.000 cho một cái ổ cắm điện này, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Rồi, em qua cho mình nữa là về cái dòng con là phích chia 5 thông minh. Đây là dòng phích chia 5 thông minh của nhà em nhá. Rồi một cái dòng phích chia 5 thông minh này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 35.000 một cái phích chia 5 thông minh này, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con là đuôi đèn xoay đa năng. Đây. Đây là cái con đuôi đèn uốn dẻo, đây là cái mã đuôi đèn uốn dẻo nha cả nhà nhá, sẽ có công tắc này và uốn dẻo các kiểu cho mình luôn. Rồi một cái đuôi đèn uốn dẻo này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 trong cái đuôi đèn uốn dẻo như này nhá, mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Rồi em qua cho mình tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đuôi đèn cảm biến của nhà em. Riêng cái đuôi đèn cảm biến của nhà em về xài không thích, em Hà không lấy tiền luôn. Khách mua thử một con, mua luôn 7 con về để xài thì cả nhà biết rồi, bởi vì nó quá tiện và nó quá cần thiết khi mình sử dụng luôn. Bởi vì mình làm sao khi mình đi qua chỗ này nó sẽ tắt tự mở và mình có thể cài đặt giờ như mình mong muốn. Đó, mời cả nhà mình lên đơn giúp em là đuôi đèn cảm ứng với giá chỉ có là 70.000 thôi. 70.000 cho một cái con đuôi đèn cảm ứng như này nhá, mời cả nhà mình lên đơn. Rồi em qua cho mình luôn nữa là về cái dòng con là ổ điện này. Ổ điện này là cái phích này là phích dương. Đấy, ổ dương nhá, mời cả nhà mình lên đơn giúp em là phích dương này với giá là 8.000 đồng. Đó. Rồi, còn là cái phích âm này. Đâu, phích âm của anh em đây. Đây. Phích âm nhá, phích âm thì em đang để cho mình với giá chỉ có 6.000 thôi. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em là phích dương thì là 8.000. Phích âm cũng 8.000, quên em nói lộn đấy. Phích âm cũng 8.000 mà phích dương cũng 8.000 luôn, lấy âm báo âm mà lấy dương báo dương giúp em Hà luôn nhá. Đó. Rồi, em qua tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng dây điện này. Dây điện này thì hiện tại là em đang về cái loại 5m thì em sẽ bán cho mình là 45.000.
là cả đuôi, cả công tắc và cả phích cắm như này luôn, với giá chỉ có là 45.000 thôi. Còn 8m, đây là dòng 8m thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 60.000 cho cái loại 8m như này. Mời cả nhà mình lên đơn giúp em này. Đó. Rồi, em cũng xin phép dừng like tại đây nha. Em cảm ơn gia đình nhà mình đã quan tâm và theo dõi shop Mộc Hà nhà em. Em xin chào và tạm biệt cả gia đình nhà mình. Xin cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới shop Mộc Hà nhà em nhiều hơn. Em xin chào và tạm biệt. Hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo.